Lô, xin chào anh em. Thời gian vừa qua thì anh em ra ngoài hơi nhiều trên kênh YouTube của tôi, đó là những cái video đi phỏng vấn. Chúng ta đã có phỏng vấn NGC với lại trai Jack Club. Chúng ta đã có phỏng vấn con Dust của The Good Collection so với con Most Wanted của Azaro. Mình không biết là video này sẽ lên trước cái video con Killian Black Phantom và Series Show của Profumum Roma hay không. Nhưng mà thời gian vừa qua thì đáp ứng nhu cầu của anh em, mình đã đi phỏng vấn rất rất nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta ngồi lại ở đây để có thể nói về một chai nước hoa mà mình nghĩ là cũng rất nhiều anh em quan tâm. Đó chính là con Karma của nhà Latafa. Một cái phiên bản được đồn rằng nó là clone của chai Killian NGC rất nhiều nơi, và trong đó có cả Blanc. Và sản phẩm này thì được Blanc gửi. Và Blanc cũng hỏi ý kiến mình à, mong mình chia sẻ cảm nhận rằng liệu nó có thay thế được NGC hay không. Và video ngày hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn toàn bộ điều đó. Thứ nhất là về ngoại hình thì Killian NGC nó có một thiết kế trông giống một ly rượu. Còn ở đây chúng ta đang có nó như kiểu là trông như một chai rượu vậy. Chai rượu đây còn thiết kế kiểu vuông thành sát cạnh. Và cái dung tích ở đây chúng ta nhận được đó là dung tích 100ml chứ không phải là 50ml như là của Killian NGC. Và có một điều nữa đó là cái nắp này không phải là cái nắp có thể refill được, nên là nó có sự khác biệt khá nhiều so với em Killian NGC. Mà nói thật là cái nhà này thì tôi nghĩ rằng là người ta cũng chả có nhu cầu để cho ông refill đâu. Các ông chỉ cần xịt hết thôi là người ta đã mừng lắm rồi. Đó. Còn về thiết kế thì nó thật là nhìn qua thôi thì trông rất là giống cái nắp này nhá. Cái nắp này cũng là tôi nghĩ là nó là cái nắp nhựa nhưng mà nhựa đặc. Còn phần chai thì là chai thủy tinh. Cái nắp này tôi nghĩ là nắp nhựa đặc đấy. Còn đây là chai thủy tinh là chắc chắn rồi. Trông cái này thì trông có vẻ đẹp hơn, nam tính hơn. Tóm lại là về thiết kế như này tôi đánh giá rất là cao. Ok, trông đẹp. Tiếp theo của phần video này đó là mình vào thẳng luôn cái vấn đề đó là nó có phải clone của NGC hay không. Để cho các bạn đỡ mất thời gian thì câu trả lời rằng không, nó không phải là clone của NGC. Mặc dù đây là nước hoa của Blanc gửi. Blanc thì là nơi mình làm việc cùng để cho anh em có thể dễ dàng tìm mua những sản phẩm mà mình review, cũng như là mình có thể có được nhiều video để làm, để quay hơn từ những sản phẩm của bên Blanc. Nhưng cái nào ngon thì chia sẻ, giới thiệu với các bạn. Cái nào không ngon, các bạn quan tâm, muốn mình làm video thì mình sẽ vẫn giữ sự khách quan từ đầu đến cuối. Như bao người đã ở lại kênh YouTube này vì cái sự khách quan của mình. Vậy thì cái sự khác biệt đó đến từ đâu? Và nó có làm chúng ta cản trở cái việc là nên trải nghiệm mùi hương này hay không? Thì bây giờ mình sẽ phân tích dần dần cho các bạn. Đầu tiên đó là về cái phần mùi. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, mình xin phép không được xịt. Tại vì nó thật là mình xịt em này qua một cái khoảng thời gian lúc mà mình mới cầm, thì nó thật mình bị đau đầu và thậm chí là buồn nôn mà mình phải đi rửa tay liên tục. Mình thì không phải là một cái người chịu được những cái nốt hương quá ngọt ngào, đặc biệt là đến từ những anh chàng Trung Đông đẹp dai, cao to, đen hôi. Mình thì không phải là cái vai kiểu như vậy. Đó, để cho các bạn rõ hơn. Và khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái bay mùi khá ngọt. Cái sự khác biệt này nó sẽ xuất hiện ngay. Đó là khi mà Killian NGC các bạn xịt ra, các bạn sẽ nhận thấy được rằng nó có cái nét sánh và cái nét cay ấm nồng nàn đến từ quế và đến từ những loại trái cây và lên men. Và lúc này thì nó làm giống như một cái ly rượu cô nhắc vậy. Đặc biệt là cái nét sánh. Cái nét sánh rất quan trọng ở trong những cái chai nước hoa làm rượu của nhà Killian. Còn đối với con Latafa Karma này thì mình lại không thấy được cái nét sánh đấy, mà mình chỉ thấy mùi quế và cái nét rất rất ngọt. Và cái sự khác biệt rất rõ rệt ở đây đó là cái nét sánh nó được thay thế bằng cái nét sệt. Nó dạng như kiểu Nutella. Các bạn nào mà chưa biết thì là mình có thể để cái hình ở đây. Nó là cái kem bơ đậu phộng Nutella, cái cảm giác như vậy mà nó không còn nhiều nước nữa. Nên là mùi hương của nó sẽ có một cái độ kiểu hơi bết bết và cái nét ngọt của nó sẽ hơi kiểu dính và gọi là đặc sánh vào nhau, đặc kiểu quánh vào nhau vậy.
Thế là đây là cái điều mà mình thấy rằng là nó cực kỳ khác so với Kilian Anderson. Và ngay khi mà mình xịt ra phát, mình đã có thể khẳng định ngay rằng nó không giống với Kilian Anderson. Và về cái phần dry down của mùi hương này ấy, nó mất một cái khoảng thời gian khá dài, khoảng tầm 1 đến 2 tiếng để mùi hương bắt đầu có sự biến chuyển. Thì mình thấy rằng là mình đã thử qua vài con của nhà Latafa thì về đa phần cái nét chuyển biến nó rất là lâu, và lúc này thì nó là một cái mùi ngọt. Và lúc này thì mình nghĩ tới một cái kiểu cảm giác nó là những cái lớp bánh kiểu giòn, bánh kiểu bánh sô cô la, nó giòn nhưng không phải nỗi là bẻ đều kêu cạch đâu, mà nó giòn kiểu bóp cái nó bị hơi dẻo ra ấy, và trong nó có một cái lớp kiểu vani hay là kiểu một cái lớp ngọt kiểu nó chảy ra, như kiểu đúng kiểu cái lớp của Nutella, và mùi hương của nó rất rất ngọt. Và ở cái khoảng này thì bắt đầu nó có làm mình liên tưởng một phần nào đó đến Kilian Anderson khi mà dry down, nhưng nó thực sự không được mượt mà bằng. Nếu như chấm cái điểm của con Latafa Khama này về độ mượt mà thì Anderson là 10 thì con này chỉ được có 5 thôi. Đấy là một cái điều mà mình nghĩ là các bạn cần biết rõ. Cái điểm khác biệt tiếp theo của em nó đó chính là về cái độ bám tỏa. Đây là một cái điều mà rất rất đáng quan tâm. Tại vì Kilian Anderson khi mà dry down nó lên cái mùi quế ngọt cực kỳ nịnh mũi. Xem video phỏng vấn thôi, mọi người có thể thấy rằng là đã dry down rồi thì Kilian Anderson nó có một cái chỗ đứng cực kỳ vững chãi. Còn đối với Latafa Khama này thì mình thấy rằng là dù đã dry down nhưng mà mùi hương nó không thực sự mượt mà, và cái độ tỏa nó vẫn cực kỳ là kinh khủng, lúc nào nó cũng sộc vào mũi chứ nó không có cái sự kiểu ve vuốt cái mũi mình như là ở con Kilian Anderson. Và cái mùi hương này ấy, nó có một cái độ lưu và độ tỏa cực kỳ khủng khiếp. Mình nói cái từ khủng khiếp là các bạn phải hiểu là nó như thế nào, tại vì mình rất ít khi dùng những cái từ đấy. Cái tầm bám tỏa của Latafa Khama nó phải như những cái con như kiểu Le Parfum mà nó không mượt mà bằng. Hay là nó là mình nghĩ tới một chai nước hoa mà mình lại chê khá nhiều, đó là con Anharman Gold Edition. Đấy, đấy là một con cũng bám tỏa ở kiếp, thì Latafa Khama cũng như vậy. Mình đảm bảo các bạn 6 tiếng trên da thì gần như là nó không hề có một cái chút gì đó gọi là suy yếu cả. Đấy. Và cái độ tỏa hương thì chắc chắn một điều rằng là bạn xịt một phát thôi thì tất cả mọi người ngửi thấy, và bạn chỉ cần đi trước ai đó hoặc là cách ai đó một cái khoảng cách mà các bạn có thể ném đá còn trượt thì các bạn vẫn ngửi thấy con Latafa Khama này. Đấy là cái độ bám tỏa cực kỳ kinh khủng của em nó. Vậy là tớ đã trả lời cho các bạn một cái vế, đó là mùi hương này nó có phải clone của NGC hay không nhá. Bây giờ đến cái vế thứ hai của Latafa Khama, đó là mùi hương này có đáng mua vào mùa đông năm nay hay không. Thì một cái câu trả lời của mình đó là nó đáng mua khi các bạn là những người thích mùi bám tỏa cực kỳ khủng khiếp và nó siêu siêu ngọt, siêu gây ấn tượng, kiểu nó gây ấn tượng vì cái bộ bám tỏa và vì cái độ ngọt của nó quá là kinh khủng, chứ chưa chắc nó đã là một cái mùi ngon ấy. Chúng ta có hai kiểu ấn tượng, một là ấn tượng tốt, hai là ấn tượng xấu. Thì em này nó sẽ đi theo cái chiều hướng kiểu kia, nó sẽ gây ấn tượng và giúp bạn thu hút hơn ở giữa đám đông vì một cái mùi hương bám tỏa siêu kinh khủng đó. Tại vì mình biết rằng có những người, các bạn thấy rằng là những cái mùi nước hoa hiện tại mùa đông mình đi comment nó chưa đủ, thì đây đây là thứ bạn tìm. Bạn thích Gold Edition, bạn thích Le Parfum, bạn thích một cái mùi hương mà cả phố, cả lớp, xong rồi cả công ty biết bạn xịt nước hoa, thì đây là mùi hương cho bạn. Mình không có cái định kiến gì về vấn đề cả, mỗi người một gu. Và nếu như bạn thích một cái vai mùi ngọt ngào kết hợp cùng với quế hơi cay nhẹ một tí nhưng mà bám tỏa khủng khiếp từ ngày này qua ngày khác, xịt lên quần áo các bạn chỉ cần không giặt cái áo đi thôi thì nó vẫn sẽ đảm bảo thơm được một tuần. Đấy, đấy là mình nói thật, thì đây là lựa chọn các bạn. Còn với những người mà có cùng gu, follow mình vì mình có cái gu mùi giống bạn, có cái style giống bạn, thì mình nghĩ là bạn sẽ khá là mệt với em này. Đó, tại vì cái mình tính là cái mức ngọt của mình nó chỉ ở mức độ trung bình thôi, thì những bạn nào trên cái mức trung bình của mình, vài con mình nói là ngọt mà các bạn ngửi thấy nó yếu thì các bạn mới thử, còn không thì các ông giống tôi hoặc là các ông yếu hơn tôi thì tôi khuyên các ông không nên thử cái mùi hương này. Ừ, vậy thì thích rồi, ok rồi, đúng gu rồi, thì con này nó sẽ phù hợp với cái kiểu ăn mặc như thế nào. Chắc là những ông chú kiểu Trung Đông mặc vest phủng nhưng mà theo style kiểu có phần trẻ, nghĩa là mặc vest nhưng mà kiểu tao vẫn thích kiểu quẩy,
Có nghĩa là sau cái giờ họp hội đồng quản trị, họp với các chủ tịch, với tổng giám đốc, thì chúng ta lại đi làm tí karaoke, hoặc là chúng ta làm tí quẩy ở trên bar. Chúng ta cần một cái mùi siêu siêu ngọt ngào, chúng ta kiểu hồi xuân, thì đây là mùi cho bạn. Hoặc là những bạn nữ nào kiểu có cái vai nó kiểu đậm đà thì đây là lựa chọn như vậy. Mình đảm bảo rằng là cái vai ngọt thì nó thật là cũng không có quá nhiều gu style lắm, nhưng mà đặc biệt là con Kama này, nhưng mà nếu như bạn đang cần một cái gì đấy nó kiểu xịt từ ngày này qua ngày khác và nó ngọt ngào, siêu siêu ngọt ngào, thì đây là một cái lựa chọn rất tốt. Tầm giá cũng rất là rẻ nhá, tại vì trong cái tầm giá loanh quanh một củ con này thì chắc là khó mà có một con nào có độ bán quả khủng khiếp thế. Nếu như tìm bán quả khủng khiếp thì đây, xin mời. Còn nếu như các bạn thắc mắc thì đây là video giải thích cho các bạn. Và nếu như thấy video hay thì like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn những cái yêu cầu gì thì xin mời bình luận ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào, hẹn gặp lại. Bye.